cái này là sáng 4 này. Cô Hải đi du xuân nhưng mà đang quay dế cả nhà nhá. Đó, quay dế đầu xuân để ăn lộc dế đầu năm. Ăn lộc dế đầu năm. Đó, quay thế rồi luôn thầy. Đến bao giờ thì biết thằng chín hay? Quay đến khi mốt đi. À, một tiếng nữa là được. À, vì quen quay rồi biết được cái lúc mốt chín đấy thầy. Quay dế ở bụi tre rừng, bụi tre của núi rừng luôn nhé. Đúng tre, tre cổ xưa, tre gai luôn của núi rừng luôn đấy. Bác à, này quay tre mà cuối cùng quay tre một bên gốc tre luôn, thiếu củi là đưa gốc tre vào quay luôn, vô quay dế luôn. Nhà em mới vừa cứ quay con lợn thả rông rông rừng á, thì thả nôi á thì con má yến bồ yến thì cứ đốt củi lên đấy, gộc con gộc ra gộc nhiều á, đốt rồi đốt cả lửa cả củi rực rỡ đấy, chứ không có được than, chứ đốt than thì ngon hơn, đốt than thì ngon hơn, đốt than nó đi này cả nhà này. Đốt than đến rồi đó, tuyệt vời chưa? Đốt than rồi chứ, nhà em ở nhà mà quay uống rượu hồi tù cả thầy với nhau thì lấy quay bằng lửa, lấy gộc to to á, gộc to, già lâu mà lấy mà ngon bằng than đi được anh. Dạ. Sáng mùng 4 Tết mà đi du xuân là đi quay dế luôn này hay. Họ đi du xuân ở những cái nơi hoa nhiều này, hoa núi thôi thế này nó không, vẫn có ruộng đấy đó, có ruộng này, có ruộng xong rồi có suối nhá, đây là suối. À, quay dế một bên dòng suối cả nhà, một bên dòng suối của núi rừng luôn. Dạ. Yeah. Đỏ rực luôn thầy dâu thầy giờ cái nước thịt rến chảy xuống nhìn thơm thầy, thơm lức ý. Có một bên dòng suối trong veo luôn cả nhà này. Ok. Coi như là trưa mùng 4 đi mà giao lưu là không say không về đây đấy. Dạ. hai cầu thủ đắc lực đang quay luôn đó cả nhà. Chào cả nhà, chúc cả nhà đi du xuân đầu xuân vui nha.